Kính mời quý vị khán giả theo dõi Thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Lầu Năm Góc hôm coi cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán máy bay không người lái và tên lửa với giá trị khoảng 360 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan Trung Quốc. Tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp cải thiện an ninh của bên nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Thương vụ này gồm các loại đạn chống người và chống thiết giáp Whistler 300 cùng các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 60,2 triệu đô la Mỹ, đồng thời máy bay không người lái Antius và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 300 triệu đô la Mỹ. Trong một phản ứng, cơ quan phòng vệ Đài Loan bày tỏ cảm ơn, đặc biệt là nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường bán vũ khí cho hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm qua nước này và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc hội đàm an ninh cấp cao lần đầu tiên tại Seoul. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Ki-un và người đồng cấp Trung Quốc Tôn Vệ Đông dẫn đầu phái đoàn cùng các quan chức quốc phòng tham dự hội đàm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, nước này kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết Bắc Kinh nhất trí với điều này. Trong khuôn khổ hội đàm, các quan chức nhất trí tổ chức thêm các phiên đối thoại ngoại giao và an ninh theo thể thức hai cộng 2. Năm 2013 và 2015, hai nước tổ chức các cuộc họp ngoại giao và an ninh tương tự, nhưng sau đó bị gián đoạn do quan hệ song phương căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua bảo vệ quyết định tổ chức bầu cử quốc hội sớm khi cho rằng đây là giải pháp có trách nhiệm nhất trong thời điểm hiện tại. Phát biểu bên lề chuyến thăm vùng cực Tây Ristani, Tổng thống Macron nói, quyết định giải thể quốc hội và bầu cử sớm là giải pháp nặng nề, nghiêm trọng nhất, nhưng là lựa chọn có trách nhiệm nhất, nếu không giải thể sẽ dẫn tới hỗn loạn Hôm ngày 9 tháng 6, ông Macron bất ngờ giải thể quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7, sau khi liên minh của ông bị đảng cực hữu Tập hợp quốc gia AN đánh bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Theo thăm dò gần đây, sự ủng hộ dành cho liên minh của ông Macron tụt dốc xếp sau AN và liên minh cánh tả mới. Điều này đặt nhà lãnh đạo vào tình thế khó khăn khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước vòng bầu cử đầu tiên. Ông Philippe Ranchard, giám đốc tổ chức di cư quốc tế IOM tại Haiti hôm qua cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo trước số lượng người Haiti phải rời bỏ nhà cửa ngày càng tăng do bạo lực băng nhóm. Theo đánh giá mới nhất của IOM, gần 580.000 người chiếm 5% tổng dân số Haiti phải di dời trong nước, tăng 60% so với 3 tháng trước. Điều này có phần khiến gần 5 triệu người, gần 1 phần 2 dân số, phải đối mặt với nạn đói. Theo ông Philippe Ranchard, đây là hậu quả trực tiếp của nhiều năm bạo lực gia tăng khi các tuyến đường cung cấp thực phẩm và nhiên liệu bị cắt đứt, đẩy giá mặt hàng thiết yếu tăng cao, trong khi liên minh các băng nhóm vũ trang tấn công các khu dân cư. Bạo lực băng nhóm vũ trang gia tăng vào cuối tháng 2 khi cựu thủ tướng Abriel Henry rời Haiti nhằm đẩy nhanh việc triển khai lực lượng an ninh do Kenya dẫn đầu để giúp cảnh sát quốc gia chống lại các băng nhóm. Thủ tướng Ba Lan Donatuk cho biết lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đồng ý hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo an ninh ở biên giới Ba Lan với Belarus. Ông tuyên bố, tôi có thể đảm bảo rằng châu Âu sẽ hỗ trợ chi phí cho an ninh biên giới của Ba Lan vì sự ổn định ở biên giới của toàn châu Âu. Ba Lan cũng cho biết có kế hoạch chi 2,5 tỷ đô la Mỹ để củng cố biên giới với Belarus và thiết lập lại vùng cấm đi lại dọc một phần biên giới. Biên giới Ba Lan và Belarus trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô tới đây vào năm 2021. EU cáo buộc Belarus mở các công ty du lịch ở Trung Đông để mở ra tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu, tạo ra khủng hoảng. Belarus bác bỏ mọi cáo buộc. Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết ít nhất 550 người hành hương thiệt mạng trong lễ hội hành hương Haji giữa bối cảnh nhiệt độ thiêu đốt tại nhiều khu vực. Theo các báo cáo, trong số thương vong còn có hơn 300 người mang quốc tịch Ai Cập. Ngoài ra, còn có 2.700 người khác đang điều trị do sốc nhiệt. Các quan chức khuyến cáo người hành hương sử dụng dù, uống nhiều nước và tránh tiếp xúc với nắng mặt trời vào khung giờ nhiệt độ tăng cao nhất trong ngày. Tuy nhiên, nhiều nghi lễ Haji, bao gồm những buổi cầu nguyện trên núi, đòi hỏi các tín đồ phải ở ngoài trời nhiều giờ vào ban ngày. Theo Arab South, khoảng 1,8 triệu người hành hương đã tham gia lễ Haji năm nay. Quý vị khán giả vừa xem xong bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.